Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm, một cái kỹ thuật đào một cái mương sao cho nó thẳng và đẹp. Thì đây, hiện tại máy của mình đang làm việc ở trong một cái công trường các bạn này. Thì kỹ thuật họ đang yêu cầu làm sao mà mình phải đào một con mương để cho họ có thể là xây gạch được. Đây, thì ở đây thì hôm nay là kỹ thuật đã cắm cho mình hai cọc. Hai cọc này là có tác dụng là để phân chia hai cái lề của cái mương. Bên cái cọc bên trái này là cái lề bên trái, cái bên phải là lề bên phải các bạn này. Đây, thì hiện tại chỗ này đây là máy mình đã đậu sẵn ở đây. Vậy thì làm sao để đào được con mương thẳng đẹp? Đây, mời các bạn cùng theo dõi. Thì để đào được một con mương mà thẳng như thế này ấy, thì tất nhiên là cần phải có nhiều kinh nghiệm mới làm được, đúng không? Và mình phải làm nhiều thì sẽ quen. Đây, thì đây hiện tại thì cái việc đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để đào được một cái mương thẳng này, thì các bạn có thể là dùng hai cách. Một là các bạn nhắm cho mình một cái đường này, tâm máy thẳng đây. Thứ hai nữa là đây, các bạn có thể để ý đây này, cái phần này là phần lề, đúng không? Lề thì các bạn bò cho mình một cái đường xích như vậy. Đấy, các bạn bò cho mình một cái đường xích ở bên hông như vậy. Đây nha, đó, được chưa? Đấy, vậy là vừa được một cái đường xích. Thì sau khi được một cái đường xích như vậy thì các bạn có thể nhìn từ xa đây, đúng không? Từ xa về được một cái đường như này, mình bò thẳng lên. Thì sau này cái mép bên này nó sẽ ăn vào cái xích kia. Đấy, để đào được cái đường mương này thẳng ấy, thì các bạn có thể đậu máy đây. Cái máy của mình đang đây là nằm thẳng như thế này, đúng không? Mình nhắm thẳng một cái tim điện đây. Cái gầu của mình đang thẳng tim chưa các bạn? Đó, thẳng tim chưa? Mình bố đào cho mình một cái gầu. Đấy, để đào được cái này thì mình bấm cho mình thẳng cái này đã, để cho thành được một cái gầu thẳng cái tim. Đây, tim đây. Đây là vào tim chưa? Rồi, để một cái tim. Rồi, đất thì mình sẽ phải đổ quăng ra bên này. Cái lề bên này thì như nãy mình có nói với các bạn, bò làm sao cái mép xích bên này cho nó thẳng với cái mép ở bên này. Đấy, sau khi thẳng rồi thì các bạn để hớt sơ qua cho mình như kiểu là kẻ đường đấy. Đây, mình kẻ nha, mình kẻ này. Đấy, mình kẻ này, đấy, thẳng một đường rồi. Rồi, sau khi kẻ thẳng được một đường vậy, các bạn cứ vậy đào thôi, đào sát mép luôn, vừa đào vừa quay toa sang trái luôn vậy này. Đây, vừa đào này. Đây, mình vừa đào vừa quay ta sang bên trái luôn, để mục đích là ép cái gầu của đấy cho nó sát cái máy, cho nó giúp cho nó thẳng. Đấy, đất thì mình sẽ quăng hết sang bên này. Đây nha, tiếp tục nha. Đấy, mình đào sát cái mép này trước, cái mép bên kia thì chả quan trọng. Đào mương này ấy, ngoài làm sao mà mình phải đào thẳng, cái mặt bằng bên dưới phải đẹp và cần tránh sạt lở, đúng không? Các bạn nếu mà mình đào mương ấy, mình không chú ý là cái phần sạt lở đất, thì sau này các bạn đào một cái mương xong xuôi rồi thì nó sẽ sạt xuống. Ví dụ như bây giờ các bạn đào và các bạn là bây giờ tôi chỉ làm sao tôi đào đảm bảo yêu cầu là hai cái đường hai bên nó thẳng và cái độ sâu nó mặt bằng ở dưới nó bằng rồi, nhưng mình không chú ý là hai cái bờ hai bên, thì sau này khi các bạn đào được một đoạn dài như vậy, ví dụ cụ thể hơn dài 30-40 mét như thế chẳng hạn, thì cái đất bên kia nó sẽ lở, nó lấp xuống cái mương cái chỗ mình đào rồi, thì coi như là mình đào công cốc, đúng không ạ? Vừa phí công mà lại không hiệu quả. Đấy, vậy thì khi các bạn đào như này này, đây, đối với những cái đường này các bạn có thể để ý không? Đây, đường này là mình cắt như vậy là đã thẳng so với cái mép bên đấy rồi. Thì bây giờ mình có thể là nếu cái bờ bên này cứng thì mình không cần hớt, nếu nó không cứng thì mình hớt sơ sơ cái lớp trên mặt này đi một tí này. Đấy, cái bờ bên này như vậy này các bạn, vì cái bờ bên này toàn bộ là đất mượn này, mình đào hẳn xuống khoảng 3-40 phân so với nền cũ của nó. Đây, mình đào hẳn xuống như vậy luôn để giúp là cái đất này sau này nó không bị lở xuống mưa. Đấy, thì đây là mình chống sạt lở, mình như kiểu là mình làm bát. Thay vì mình làm bát ta ly như thế này, làm bát ta ly như vậy thì tốn nhiều công quá, tốn giờ họ bằng câu giờ, thì mình đào thấp như vậy. Đấy, sau khi xong xuôi rồi nha, bắt đầu mình tiến hành đào. Bây giờ đào để hình thành một cái mương này. Thì bây giờ các bạn ấy, họ yêu cầu ấy là đào làm sao chỉ rộng hơn so với 2 mét hai bên khoảng ít thôi, tức là càng ít càng tốt, đỡ phải ghép cốt pha, đỡ phải tốn đất, đỡ phải đào nhiều đất. Đấy, thì mình sẽ phải đào như nào. Đây, mình sẽ hớt từng lớp, các bạn đừng ăn vội nha. Thứ nhất đấy, mình ăn đất ở đây ấy, mình ăn theo từng lớp mỏng thôi. Đấy, đến đâu ăn đến đấy. Thì thứ nhất là vừa nhẹ máy này, thứ hai nó vừa không sợ sâu này. Đây, các bạn có thể bấm một phát gầu đầy vậy được, nhưng không cần, không phải cần thiết, mình bấm nửa một vậy thôi. Đấy, tức là mình hạ từng lớp một. Sau khi hạ từng lớp rồi thì mình mới dễ dàng để xử lý hơn. Tiếp theo nha, bây giờ ấy là cái mương như thế này, thì đây là cái mép này như vậy là đủ rồi, đúng không ạ? Còn cái mép này mình cũng chưa xác định được tầm này là đủ hay là phải mở rộng ra nữa. Thì các bạn đừng vội ăn cái mép này, mà các bạn cứ đào đã. Đào cách cái mép đấy ra một chút, khoảng 10-15 phân, để sau này mình dễ sửa. Tránh trường hợp là nếu các bạn đào vào cái mép
sâu quá thì sau này cái phần cái đường rãnh bên hông đấy ấy, cái đường cái mép bên đấy nó ăn sâu vào cái lề quá thì khiến cho là nhìn cái bờ nó lọ xuống nó xấu đấy, nên là mình cứ phải ăn làm sao mà ăn thật từ từ đấy. Đấy, ăn từ từ thôi. Sau khi ăn từ từ vào thì mình tí nữa mình sẽ dùng cái răng cầu và dùng cái má cái măng cá đấy mình cắt. Đấy, mình cắt thì sẽ được một cái mương thẳng. Đấy, tức là mình làm phải từ từ, chứ đòi một phát cắt làm sao cái chỗ đấy nó thẳng không thể thẳng luôn được đâu. Đấy, bây giờ sau khi được một đoạn rồi bắt đầu mình mới hạ thấp xuống này. Đấy, bây giờ mình hạ thấp, cao độ thì cũng vậy, cao độ thì mình sẽ lấy một chút xíu thôi, mình không lấy luôn, không lấy được luôn vì cao độ mình phải làm từ từ. Đấy, đây, bây giờ sau khi nó được thành hình rồi, bây giờ mình đào đấy các bạn này, mình đào đã được một đoạn hạ xuống, nó đã thành một cái hình mương bé bé rồi thì bắt đầu mình sẽ tiến hành là đào đủ cao độ, đào đủ bề ngang và bắt đầu sửa sang làm sao cho cái mương nó thẳng này. Đấy, cái cao độ này thì lát nữa mình sẽ sửa xong, cái cao độ phần bên dưới mình sửa cuối cùng. Bây giờ mình sẽ sửa làm sao cho cái hai bên của cái thành mương nó bằng, nó phẳng và nó thẳng. Đấy, đây, mình sẽ bắt đầu mình sửa bên này trước, các bạn có thể nhắm không? Đấy, bên này thì ở phần trên này nó tận vào trong đây thì cái phần dưới này nó đang lồi ra. Đấy, bắt đầu mình ấn xuống này. Đấy, ấn xuống này, dùng tay cùi chỏ kéo vào này. Đấy, kéo vào bắt đầu ấn xuống tạo thành một cái mép. Đấy, đấy, dùng cái cùi chỏ này mình sẽ tạo thành một mép, bắt đầu sau đó mình sẽ tạo. Đấy, đây thì luôn có công nhân họ đi theo để họ có thể đo đạc cho mình. Đấy, nên là các bạn không sợ về cái phần cao độ là bảo sợ cao, sợ thấp hay là sợ sâu. Đấy, đây mình cắt này. Đấy, đây là mình cắt sát cái mép này. Đấy, sau khi cắt xong thì mình sẽ đào toàn bộ cái lượng đất này lên. Đâu cũng sẽ
sẽ có một người đi theo mình để xử lý cái mương này. Đây, đây cái phần làm mặt bằng này là quan trọng nhất này. Phần này là phần quyết định tay nghề của mình có làm ngon hay không và quyết định cái phần mương này có đẹp hay không. Đấy, sau khi nó được cái mương như thế này rồi, bắt đầu mình quay lại mình lại. Mình có thể dùng cái gầu mình lại. Nếu các bạn cảm thấy cao thì mình có thể cào thêm một tí nữa. Đấy. Cao thì các bạn làm thêm một tí nữa này. Đây. Rồi, sau khi như vậy xong thì mình sẽ tiến hành là sau một hồi mình đào thì đây là toàn bộ cái mương mà mình đã đào xong này các bạn này. Đây, các bạn để ý không ạ? Đây, đây là toàn bộ những cái mặt bằng mương mình đã đào xong. Đấy, các bạn có thể để ý không? Rất là thẳng luôn. Đấy, đây các bạn này, mép bên này này. Rồi mép bên này luôn. Đấy, thì sau khi mình đào xong thì bây giờ kỹ thuật đã cắm cái cọc tim ở giữa để họ làm cốt để đổ bê tông rồi các bạn. Đấy. Dạ, hai mặt bằng rất là đẹp. Như vậy thì ngày hôm nay video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.